Gia đình làm gì đó? Tưới nước hả? Tưới đây trước nè. Rồi, tưới từ đây nè, tưới tưới đây vòng qua bên đó. Tưới đi, tưới đi. Chê lên. Bà nội không cho tưới bây giờ nè. Tưới đi, tưới vô mấy gốc cây đó đi. Tưới chứ không có dọc nha. Gia đình dọc là bà nội cho bắt vô á. Nhận định nhận xuống vô ờ đó đè xuống vậy đó. Nghiêng nghiêng đó rồi cái nước đây nó đây. Vô. Ừ đây đó. Nghiêng nghiêng đó, rồi nước nó vô rồi. Nè có bubble nè. Đâu? Đây nè. Ồ bubble nó nổi đó ha. Chừng pop nha. Ừ cái chừng nó pop á. Đây rồi cầm lên nha. Chưa đầy nữa đi. Ủa ồ đây rồi, đây rồi. Đây rồi. Đây rồi, đây nắp lại. Nặng quá. Nặng quá. Lấy nắp đây lại, để xuống. Nắp đây lại. Rồi đem đặng tưới cây. Giỏi quá. Đây. Hả? Không cái đó ừ. Cái đó phải tưới bằng cái kia. Ồ ồ rớt rồi. Rồi. Lên trên á, lên trên tưới. Ừ, đừng có đạp cây chuối á nha, cây chuối của bà nội á. Đứng tưới cây gì kì vậy? Nè, qua mua. Qua mua. Cây chuối đó con đạp mà gãi rồi còn tưới chi nữa. Giỏi quá. Gia đình nó giỏi lắm á. Thôi 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 thôi. Cái đó là cây gì? Bông giấy. Bông giấy. Ừ. Cái đó là chùm nho. Dây nho. Dưới đây bông cúc nữa nè, bông cúc. Tưới bông cúc. Bông cúc nè, bông cúc màu vàng nè. Màu vàng đâu? Đó, bông đó là bông cúc á. Ở đâu nữa? Đây. Rồi kia tưới bụi mai đi, tưới cây mai. Gia đình tưới cây mai đi. Gia đình làm gì? Gia đình tưới gì đó? Rainbow. Nè, gia đình tưới cái gì? Tưới xuống bắp con, tưới bắp. Đây là vườn bắp nè quý vị. Cái hai cái liếp bắp này trồng nay được 3-4 tuần rồi. Nay nó được bị lớn vậy rồi nè. À. Gia đình ơi con tưới vô bắp nè con. Tưới vô bắp nè, đừng có tưới vô cái hàng rào. Nghe không? Không mà bà nội giận á. Gia đình. Gia đình giỏi quá, sáng bữa nào cũng ra làm vườn hết nè, tưới cây tưới cối đâu nè. Gia đình biết cái cây đó cây gì không? Biết lá. Biết không? Biết cây này cây gì không? Biết lá. Đây dòng. Đi vô ăn cơm nè.
Đồ, đi không... qua đi lợi dụng lên. Đó, quỳ xuống dơ thấy chưa? Ở đó mà lúng trình. Đi 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 đi. Nô dơ. Nô chứ đi chứ đi 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 lên đi, đi lên suối đi. Đi lên núi đi. Rồi. Hello chị Đền. Đâu đẹp đâu chỉ coi. Mát hả? Gió mát hả? Gió mát quá anh làm sao đâu. Làm sao? Giở tay lên thôi. Thôi đừng giở bụng, đừng giở bụng lạnh bụng á. Ừ, gió lạnh bụng. Giờ... Ồ, gió mát quá. Đi 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 đi, đi lên, leo lên núi đi. Leo lên núi đi, lát nữa xuống suối. Lát lại suối. Hái gì đây? Hái làm càng đi, làm càng thổi đi. Gia đình biết làm càng thổi không? Okay. Nano để gió thổi. Ừ. Để gió bay. Thải lên cho gió bay. Gió bay. Con gì kêu đó gia đình? Chụp anh tấm hình ra. Chống gậy đi đó hả? Chống gậy leo núi đó ha. Chị Đình đi từ từ lên núi đó. Làm gì đó? Đi đi lên nè. Đi lên lên, lên chạy xe đạp với bà nội nè. Đi. Đi chị Đình. Ừ. Đi từ từ thôi đừng có chạy sao mà con chạy không hả chị Đình. Ừ. Đi coi chừng dắp cây á. Coi chừng lên người ta lấy xe máy xe đạp mình mất hết luôn á. Bây giờ gia đình muốn đi đâu nè? Chị muốn đi Mr. Park. Park nó làm sao? Park chạy xuống rum 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 rum. Chạy dùm 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 vậy hả? Let's go Mr. Buck. Không đâu, nón trời nắng rồi, nắng làm sao? Phải lấy cái nón đội lên chứ. Trời nắng quá mà. Ha, nè, nón nè. Thank you mà nói. Rồi. Mà nói, let's go Mr. Buck. Rồi, đi.